2M anh em nhé. Ok anh em, 246 này, tỷ lệ 155 này. Ui rồi ôi, ra ngay con 6 luôn anh em ạ, ra ngay con 6 luôn, đỉnh của chóp luôn anh em ạ. Alo, chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào mình chơi con game cu phan anh em ạ. Hôm nay số tiền của mình đang có khoảng tầm là 338k. Hiện tại đang là dãy cầu 211 anh em ơi. Mày hy vọng sẽ kiếm được nhiều anh em nhé. Ok, tay này thì mình sẽ vào biến hổ đây anh em ơi. Mình đang nghĩ cầu này thì sẽ là cái cầu 212 anh em ạ. Ok. Mày xem nào, coi nào, kết quả đi. 6 này. Gì này, úi giời ơi. Vạn sự tùy duyên, vạn sự tùy duyên. Ok anh em ơi. Lên khoảng tầm là 665k rồi anh em ạ. Quá mượt bòi luôn anh em ơi. Tay này thì mình vẫn tiếp tục mình vào biến hổ nha anh em ơi. Và tay này thì mình sẽ đi với khoảng tầm là 665k đây anh em ạ. Mình đang nghĩ cầu là 213 anh em ạ. Cầu lệch như thế kia, đẹp như thế kia, không mèo thôi anh em ạ. Úi giời, hơn hẳn được một nút luôn kìa anh em ơi. Một bên 7, một bên 8. Căng thẳng thế đó anh em ạ. Ghê thật đấy. Rồi lên 1.311.000 rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời rồi. Nếu mà tay này như vậy thì mình sẽ khả năng con nào, nếu khả năng cầu này sẽ là cầu 214. Đó, y hệt như cầu lệch bên kia anh em ạ. Đó, ok, mình sẽ đi 1M311.000 nhá. 3 này. Ui này, ui giời ơi, đỉnh một chóp luôn anh em ơi. Thôi anh em ơi, làm 2-3 tay rồi bắt đầu té thôi anh em ạ. Làm mỗi game 2-3 tay té. Không trường hợp là tránh bị soi anh em nhá. Ok, thế bây giờ mình đã lên khoảng tầm là 2.582.000 rồi. Thế thì mình sẽ vào bên tài xỉu anh em ạ. Hiện tại đang là dãy cầu 121 anh em ơi. Rồi, nếu vậy thì tay này thì khả năng là mình sẽ vào ở bên xỉu anh em nhé. Làm quả gấp thép đi, mạnh mẽ đi. Mình nghĩ là dãy cầu này sẽ là cái cầu 212. Đó, hiện tại đang là 2.121 anh em ạ. Đó, ok, làm bên xỉu 2.5 đi. 125 luôn anh em ạ. 8 điểm xỉu luôn anh em ơi. Đến 5.087.000 rồi. Đang là dãy cầu 211 rồi anh em nhé. Đó, ok anh em. Thế thì mình nghĩ ngay từ lúc đầu mình bảo là khả năng cầu này sẽ là cầu 212. Thế nên là mình sẽ đi với khoảng tầm là 1M ở bên xỉu anh em ạ. Rồi, quá là cuốn anh em ạ. Hôm nay thực sự là quá là hên luôn anh em ơi. Nào, có kết quả nào. Nào, nào, nào. Ui dồi ôi, 114 luôn anh em ơi. Nó về ngay bên xỉu luôn anh em ơi. Đỉnh của chóp luôn anh em ạ. Lên 7.027.000 rồi. Đấy, nó phải thế cho anh em. Đỉnh một chóp luôn. Rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Mình sẽ đảo sang ngay bên cầu tài anh em nhé. Vì ra cầu 212 xong rồi thì khả năng mình nghĩ là sẽ cầu 121. Đó, nó nghiêng về bên tài nhiều hơn anh em ạ. Coi nào, 2M vào bên tài. Kết quả nào, lên. Ui dồi ôi, vẫn là cầu 213 anh em ạ. Thôi té 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 anh em ạ. Lên 5M như thế này là ok rồi anh em. Làm như chẳng lẽ làm như thế nữa nhỉ. Tuyệt quá anh em ạ. Hay nó còn dư một tay thôi. Tay tài đi. Lúc đầu mình té đấy nhưng mà mình kết cầu này quá anh em ạ. 131 đây này. Cầu này cầu 131 đây này. Rồi ok. Có kết quả nào. Ui. Ui. Ui giời ơi. Tôi bảo rồi mà tôi kết lắm rồi mà anh em. Tôi bảo rồi mà. Rồi ok, lên 9.893.000 rồi anh em ơi. Quá là kết anh em ạ. Thôi ra cầu khác anh em ạ, ra game khác anh em nhé. Rồi ok, quá luôn, thuận lợi luôn. Rồi thế nếu vậy thì mình vào bên xích bô tí. À, về chẵn nhiều nha, một chẵn với cả một lẻ này. Đó, ok, cái số cái gì này. Rồi ok, thế nếu vậy tay này mình vẫn tiếp tục mình vào bên chẵn anh em ơi. Và mỗi tay mình sẽ đi với khoảng tầm là 2M anh em nhé. Ok anh em, 246 này, tỷ lệ 155 này. Ui rồi ôi, giặc ngay con 6 luôn anh em ạ, ra ngay con 6 luôn, đỉnh của chóp luôn anh em ạ. Được 9.700.000 rồi anh em ơi, quá tuyệt vời luôn anh em. Rồi lên 15.593.000, làm thêm tay nữa đảo ngay sang bên lẻ anh em ạ. Cái này thì mình sẽ đi 1M5 cho tất cả nhá, 1, 3, 5 anh em ạ. Thấy như anh em có thể thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tỷ lệ 155, chẵn bên lẻ 151. Và kết quả nào, về lẻ lực được nữa thì tuyệt vời này. Nào, nào. Ui giời, tay này nó về bên chẵn rồi anh em ơi, đắng lòng thanh liên giật đi chứ này. Chưa đảo cầu nó vẫn bên chẵn này anh em ạ, vẫn bên chẵn. Ok, tay này thì mình chắc chắn rồi, mình sẽ vào ở bên này rồi. Đó, ok, vì quá là nhiều tay ở bên chẵn rồi thì tay này thì khả năng là ở về bên lẻ là anh em ơi. Ok, nếu mà về
về 1 với cả 5 được là tuyệt vời nhất này anh em ạ. Ui rồi nhưng ra ngay con 5 anh em ạ. Ra ngay con 5 anh em ơi, được anh em ơi. Thôi anh em ơi, chốt đơn số là 20.488.000 là quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Rồi hôm nay nhận đèn tình cảm mình chốt lời cho anh em 20.488.000. Mình sẽ ra mình rút tiền anh em nhá. Và mình sẽ rút ra với khoảng tầm là 5 triệu anh em ạ. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Ok. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em nhớ. Xin chào anh em.